Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Rất vui được gặp lại cô chú trên kênh. Thì hôm nay con mời cô chú cùng theo chân con ghé lại nhà của em Sang nữa hết cô chú. Tối hôm nay thì không biết em Sang có những cái cây gì, thì nghe em Sang báo là có một số cây mới mừng đầu năm để giao lưu cùng cô chú anh chị. Thì hôm nay mời cô chú anh chị cùng gặp lại em Sang. Con cũng Dạ. chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Con cũng xin kính chúc kính chào quý cô chú anh chị. Thì sau đó là kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị và cũng là ngày đầu năm mới. Thì con cũng gửi lời đến chúc tất cả mọi người có năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Con cũng về được một số cây hôm nay là bán đầu năm mới. Thì Rồi. Tết Tây quý cô chú. Thì mình có xem được thì giao lưu ủng hộ cho con. Dạ. Rồi. Đầu tiên là một cây gì đây Dạ, Sang ơi? đầu tiên là một cây mai chú thủy quý cô chú. Rồi, mai chú thủy ha. Dạ. Một cái phong cách rất là độc ha, rất độc Dạ. đáo. Một cây mai chú thủy lá chung ha. Dạ. Mai chú thủy lá chung, sữa thành phẩm ha cô chú. Cây này sữa thành phẩm. Rồi, cô chú xem có yêu thích thì ủng hộ cho Sang. Số điện thoại của Sang con có để phía góc trái dưới màn hình nha cô chú. Dạ. Rồi. Đó, một cây mai chú thủy. Cái này phong cách mấy cô chú ở ngoài miền Bắc rất là thích ha. Giống như là nó bẻ xuống như văn nhân vậy đó ha, nhưng mà cây rất là độc ha. cây này rất là lạ quý cô chú. Rồi, rất Dạ. độc, rất độc đáo. Mình sửa thành phẩm lâu năm rồi cô chú. Nó có tai tai từng tầng ở trên nè. Đây cô chú nhìn thấy cũng biết rồi. Rồi, cho cái thông số luôn Sang ơi. Cây này cao nó được là 47. Rồi, cao 47. Tán ngang nó được là 40. Tán ngang 40. Bình thân ngay vị trí này được 11 với cô chú. Rồi, dính luôn cái này ha. Dạ. Dính luôn cái này, em đo trên này luôn nè. Dạ. Bỏ cái đó luôn. Trên này thì được là 8. Rồi, trên đó dạ. được 8 ha. Cây thì cốt năng em, nhưng mà em đo cái tàn rơi này xuống giùm anh cái. Dạ. Nhánh rơi được xuống. Cái này nó rơi xuống là 25. Rồi, 25 ha. Cái nhánh trên này nó rơi xuống là được 21. Rồi. Dạ. Về cắt mấy cái dâm dâm mịn mịn này nữa là rất là đẹp luôn ha cô chú. Dạ. Cho bông rất là đẹp luôn. Thứ mà ở ngoài cô chú hay chơi cái phong cách mà của mấy cây bông giấy ha. Dạ. Này cũng độc đáo lắm. Đó. Những cái tàn rơi xuống. Rồi, không mất thời gian thì cây mã số 1 này con xin bán với giá là 1 triệu tư. 1 triệu tư ha. Dạ, con bao ship toàn quốc. Rồi, luôn dạ. cả chậu không em? Dạ, luôn cả chậu luôn, nó nguyên một cái bộ rồi, vậy đó quý cái cô chú. Chậu xi măng nhưng mà làm cũng khá đẹp hết cô chú. Cũng hợp với cái cây luôn ha. Nhìn dạ. cũng tạo cho một cái cây có một nét già cổ rất là đẹp nè. Đó. Dạ, thì cây nó sửa qua nhiều nước dây cũng cái, ấy. Nên vô quý cái cô chú chậu. Anh chị thông cảm giùm con. Mình nhìn thấy cái vừa cây vừa chậu rất là chỉnh chu ha. Rất là chỉnh chu luôn. Đây. Dạ, cây giá này sạch sẽ ha. Giá cây này đã bao gồm phí ship nha quý cô chú. Cây sạch sẽ. Dạ. Ở trên này thì có một cái ấy thôi cô chú. Nhưng mà cái này là bình thường thôi, không có gì hết. Dạ. Không có một bọng gì đó ha. Đó, giữa hai cái nhánh đó. Rồi cô chú xem nếu có yêu thích kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ con hết cô chú. Con rất chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Hôm nay dạ. Sang cũng giao lưu khá nhiều cây ha. Dạ. Rồi. Tiếp theo cũng là một cây mai chú thủy nữa ha em. Dạ. Cái này nó okay. hơi nghiêng. Rồi được rồi em ơi, vậy được á, cũng thẳng á. Đúng rồi. Dạ. Đó đó đó. Rồi, một cây mai chú thủy, cây này thì đặc biệt là có một cái thân nó là trực ha cô chú. Trực trực quân tử ra nó thẳng băng luôn đó. Rất là thẳng nha cô chú. Thẳng ha, một cái tàn rơi văn nhân. À, nó có cái chi tử ở đây nè. Ờ, một có một cái đặc biệt là cây này có một dạ. cái chi tử ha. Rất là dễ thương ha. Chi tử lên rất là dễ thương luôn. Chi tử này là chi tử liền nè quý cô chú. Rồi. Dạ. Cây này thì mình tạm gọi là cái dáng phụ tử cũng được cô chú. Đây thì cái cây trực là tượng trưng cho người cha ha. Cao nó được là 47 đúng quý cô chú. Rồi. Cái ngang này cũng được là 40. Em 40, cây trực thẳng băng luôn cô chú. Cái hoành thân này được 6 quý cô chú. Rồi sao? Mặc dù cây nhỏ nhưng mà sữa cũng lâu năm ha. Hết dây luôn ha. Mình dạ. tháo dây ra hết cho cô chú luôn ha. Dạ, cây này hoàn đây, thiện những rồi. Cái tai tàn này cô chú, những tai tàn. Đó. Rồi về là xuống lá là cho bông luôn đó cô chú ơi. Dạ. Xuống lá cho bông luôn. Đây, nó có những cái góc như vậy. Đó. Hồi đó người ta bẻ những cái co này ha. Cái co này rất là gắt ha. Xuống đây. Đó. Đây, nó có cái chóp ngọn rất là dễ thương luôn. Rồi, có một cái chóp ngọn luôn ha. Nói chung dạ. là cây hoàn chỉnh rồi. Về mình chơi thôi.
chậu thì cũng giống như cái kè nãy thôi ha. Dạ, nếu mà hai cây này nó tương xứng nhau về chiều Rồi. cao cũng như là bề ngang á. Mình có thể chơi một cặp luôn ha cô chú. Dạ. Chơi một cặp luôn. Rồi giá luôn sang ơi. Cây này cũng bán giá 1 triệu mốt với cô chú. Cây này thì Dạ. rẻ hơn cây kia ha. Dạ. Cây này 1 triệu mốt cô chú ha. Cây này thì tương đối là nó nhỏ hơn, nhưng mà mỗi cây nó có mỗi dáng khác nhau cô chú. Dạ. Mỗi cây nó có một cái nét đẹp khác nhau. Giá là 1 triệu mốt ha. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi là gồm chậu luôn nha cô chú. Chậu thì cũng khá đẹp. Dạ. Tiếp theo con có một cây mini. Mini. Dạ. Cũng là dòng mà mai chú thủy lá chung. À, mai chú thủy lá chung ha. Cây này cũng Dạ. thành phẩm luôn ha. Dạ cây này cũng thành phẩm luôn. Rồi không còn dây, không còn gì hết trơn ha. Về là mình đặt mình chơi thôi ha. Sửa rất là lâu cô chú, sửa từ cái phôi lên ha. Nhưng mà Dạ. nó thành phẩm vậy luôn à. Đó. Tai tàn mình hết trơn cô chú. Hai mặt đều vậy luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi một cái thế rất là đẹp luôn nè. Cao nó lên được là 12. Rồi cao 12. Cái ngang của nó là được là 21. Rồi. Cái hoành thân ngay đây con đo được là 9. Rồi, 9 ha. Dạ. Rồi, em để lên lòng bàn tay cho mình luôn, cầm tay luôn. Đó cô chú. Hàng mình bê đi ha, cầm tay đi, rất là đẹp luôn ha. Để chân trong những cái không gian nhỏ nhỏ bàn làm việc đồ rất đẹp cô chú. Được hoa thơm. Rồi. Dạ. Rồi giá luôn à, Sang ơi. Cây mã số 3 này con xin bán giá là 600 ngàn, con bao ship cũng toàn quốc luôn. 600k ha cô chú. Dạ. Nói chung là không không phải làm gì nữa hết ha chú. Tay tàn thành phẩm hoàn chỉnh hết. Chứ không còn cọng dây nào hết, người ta sửa lâu lắm rồi cô chú. Dạ, thì con lấy cây về mỗi cây một có một cái nét riêng. Nè, cô chú anh chị thấy nè, những cái mặt cắt ở đây nè, nó đều là liếp hết trơn rồi. Rồi. Dạ. Gần như là không còn nữa, bít hết. Rồi. Con cũng đi lựa trong vườn tuyển chọn ra những cái cây, trong một đám cây thì mình tuyển chọn một số cây để mình mang về mình giao lưu á. 600k em. Dạ. Cái này cô chú về muốn đẹp nữa thay cái chậu khác hay cô chú, chậu nhỏ đẹp nữa. Cây mã số 3. Cây sẽ đẹp nữa. Dạ. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, số 4, số 5. Số 4. Số 4. Cũng là mai chiếu thủy lá chung luôn quý cô chú. Rồi, cây này cũng thành phẩm luôn ha. Dạ, cây thành phẩm. Cây này nó có dáng là hai thân ha, một cốt dạ. hai thân mà nó lắc với nhau ha, nó uống với nhau rất là đẹp ha. Giống như nó ôm nhau cô chú. Cái chậu này thì con chưa vệ sinh kịp, nó đen xì lì à. Mình có thể gọi là dáng phu thê cũng được đó cô dạ. chú. Tỷ muội phu thê gì cũng được. Cái dáng nó mềm mại lắm cô chú. Nếu nếu mà cô tại vì một cái dáng này nếu mà tính cái cây này luôn nó ra cái chi thứ ba là. Rồi. Dạ. Mình tính giống hai như cây con á. Cây này là hai dạ. thôi. Đó. Còn đây cô chú thấy toàn bộ là hết dây ha. Dạ. Rồi, cây chỉ việc chơi thôi. Còn cái chậu thì cái chậu này nó cũ rồi cô chú cho nên là mình nhìn không ra ha. Cái chậu thì thôi mình đừng tính cái chậu ha. Dạ. Cao nó lên được là 18 đấy quý cô chú. Rồi 18. Tán ngang nó được là 30. Rồi. Cái độ hai, rộng tàn luôn em ơi. Hai cái thân rồi. Này đó được là 10 11 ha. Rồi 11 ha. Dạ. Cái thân lớn này nó tầm là 7. Rồi 7. Cây này là khoảng 5. Cái độ rộng tàn cái bề ngang này nó được là 19 ha. Rồi 19 ha. Dạ. Nói chung nó cũng tương đối lớn thôi chứ. Này là một cốt hai thân nha cô dạ, chú. Một cốt, này là dính thân. Liền ha. Đây, đây là dính. Dạ, con hỗ trợ quay cái mặt xương này. Rồi, dàn xương. Sửa hoàn chỉnh hết rồi. Dạ, bên đây cũng vậy đó. Làm người ta làm cũng mất thời gian cũng khá lâu cô chú. Dạ. Đây. Cây rất là dễ thương ha cô chú, cây rất là dễ thương. Đó. Dạ, cây nhỏ nhỏ thiệt nhưng mà cái thời gian nó làm cũng lâu. Rồi. Dạ. Giá là nhiêu đây xem? Cây mã số 4 này con xin bán cái giá là 800 ngàn. 800k ha. Dạ, gồm con chậu luôn ha em. Dạ, con bao ship toàn quốc luôn. Cái chậu này là cái chậu rồng nữa đó cô chú nhưng mà về mình chà ra thực ra là nó khá đẹp đó cô chú. Dạ. Khá là đẹp đó, chậu hồi xưa á, nhưng mà tại vì cũ quá, đóng gông đóng ghêu á, mình chà ra là đảm bảo con thấy này, nó còn đỏ ao, tại vì dạ. mình để gông ghêu á. Cái này là hàng chơi vừa để bàn rồi. Chân Tết mà vừa để mình chơi trong văn phòng luôn cũng đẹp lắm quý cô rồi. Chú. Rồi. Là 800k em ha. 800k. Rồi bao ship toàn quốc ha, cây số 4. Dạ, số điện thoại cũng để trên màn hình tiêu đề quý cô chú. Rồi, cô chú yêu thích kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ con ha cô chú. Cây mã số 5 cái chuông luôn để khi mà có cái thông báo mới nhất á mình nhận được. Cây mã số 5 là cây này cũng mini. Mini. Dạ. Cây này là lùng lực nha cô chú. Có chút xíu à. Lùng lực. Đây, mini lùng lực. Rồi, cũng là dòng mai chú thủy lá chung nha. Dạ đúng rồi. Đây cô chú.
cao nó lên được là 10. 10. Cái ngang này được là 16. Rồi. Cái bề ngang này được là 12. Cái quần thân này cũng đo được là 7. Rồi 7 ha. Dạ. Rồi dường như là không thấy con số cành đây khi vận chuyển nó Dạ. bị gãy hay gì ha. Cũng Hơi rất là đáng tiếc tiếc tại ha. vì cái tàn nó cũng tròn á. Rồi bị Dạ. gãy hết một cái đây cô chú, nhưng mà không vấn đề gì hết cô Dạ. chú à, mình có thể đợi thêm thời gian nữa. Đây. Cây này thì cũng cây hoàn chỉnh này, gãy một cái nhánh nhỏ, tại vì cây nhỏ mà gãy nhánh nhỏ thì mình đã thấy nó hỏng đi rồi, hỏng cái chỗ tàn đó cô chú. Rồi. Một cây trực lùng lực ha, Dạ. cũng hoàn thiện luôn rồi. Rồi Cái ghé này luôn em ơi, con bán với giá 350. rồi cầm lên tay luôn rồi. Dạ. 350 con bao Rồi ship. 350 ha cô chú. Dạ. Mini dễ thương lắm cô chú ơi, lùng lực ha. Mà nhưng mà tàn em quay qua, quay luôn cái tàn qua đây cho anh coi cái đó. Rồi quay cái mặt tàn luôn, đúng rồi đó cô chú, thấy cũng khá mịn tàn rồi. Dạ, mã số 5. Ông quay kỹ cho mình xem ha cô chú, để mình chốt thì mình nhìn rõ cái cây. Dạ, cái mã số 6 là dòng linh sam. Số Dạ, 6 là linh sam ha, sam lá trung. một cây sam lá trung. Dạ. Rồi Cây này có dáng thì lắc lượng, bẻ tàn thì cây này con bảo đảm là dây là tháo ra được rồi 100%, nhưng mà con chưa kịp tháo á nên con để vậy luôn. Cô chú anh chị thông cảm giùm con. ồ, cái dáng cái cây nó cò lắc rất quái ha. Dạ, tới cái cây Đây này là con nãy giờ đầu clip con cũng quên gửi lời cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ con những clip vừa vừa qua. rồi, Dạ. đây cô chú có những cái cò lắc rất là độc đáo ha. Dạ. Cây già lắm à. Rồi đây cho thông số luôn em ạ. À, đặc biệt Cao nó lên được là 45. bộ đế nó cuộn cuộn vậy nghe cô chú. Cái tán ngang nó được là 56. Rồi 45, 56, Cái này nó được là 48. 48 ha. Dạ. Cái quỳnh thân con xin đo ngay vị trí này. Nó là 15. Rồi 15, xích trên thì Ngay nó trên nhỏ đây đó hơn là ha. 12. 12. Dạ. Rồi. Cổ cái cũ này nó nở ra này là nó được gần 21. Rồi Dạ. 21. Rồi bộ đế luôn, bộ Cái đế bộ xem đế nè. thì con đo xin đo bề ngang vậy. Nó là nó dài tới 18 cm. Rồi Dạ. 18 ha. Cái thốt thân luôn em ơi, cái thốt thân này cũng khá lớn, khá cao nè. Thốt Thân thân này nó được là 33. thốt thân Dạ. 33 đó ha cô chú, thân co lắc ha. Có những cái đường co rất là độc đó ha. Dạ. Cái này bông tím. Dạ, Rồi bông dòng tím ha. xuyên bông. Đây, còn cái bộ đế đây nè là nó nằm ở đây thôi ha, mình có thể mình moi thêm á là nó sẽ lộ ra thêm nữa đó cô chú. Dạ. Trong một cái chậu xưa luôn ha em. Dạ, trong một cái chậu xưa, chậu hoa. Chậu hoa. Dạ. Rồi vậy là mình giao lưu là vừa cây vừa chậu luôn hay sao? Dạ, nguyên nguyên cái này là con bán nguyên bộ là nó là 1,2 triệu, 1 cây triệu mã số 2 ha. 6. Dạ, cái này Rồi. là nó dính cứng ngắc với cái chậu à. Rồi mình dở hỏng lên luôn đó ha cô. Dạ, Lâu cây này năm rồi cô nuôi chú ơi, thuần rồi. thôi thường chậu lâu năm. 1 triệu 2 em, Dạ. bao ship luôn. Dạ. Rồi mình có cái chậu xưa luôn nha cô chú, chậu này là chậu lành luôn ha. Mình xử lý bông giờ bữa Đó năm đầu tháng đầu năm của dương lịch nè. rồi, Mình xử lý bông một cái là tới khoảng gần Tết là mình có bông mình chơi luôn, bông tím luôn. rồi Dạ. 1 triệu 2 bao Dạ. ship toàn quốc nha cô chú, chậu là chậu xưa luôn, chậu nhỏ 3 6 cây Số số 7 7. ha. Dạ. Cây này cũng dáng long lắc. Dáng long lắc lượng ha, Dạ, có bộ đế nó bậm bậm vô vậy nè. dáng long lắc lượng cô chú ơi, Dạ. long dáng cũng được ha, đầu rồng ha, 3 số ha. Cây cũng lên sam. Rồi Dạ. tay cành thì sửa cũng khá lâu rồi cô chú. Dạ, con cũng gần Đó, Tết cho cái con. mặt tiền ra đây các em. Dạ. Gần Tết con cũng đáp ứng nhu cầu của cô chú á, tại vì Rồi mua những cái cây thành phẩm để mình về mình chơi rồi mình trưng Tết không thôi là sau đó mình để văn phòng làm việc luôn quý cô chú. rồi cho anh cái thông số luôn ha. Cao nó được là 40. Rồi 40, dòng sam lá trung hay cô chú. Tán ngang nó được là 42. Rồi 42. Bề ngang này cũng vậy luôn, Cũng bề vậy ngang luôn này ha. 45 Cây này 44. tương đối là nó tròn tàn cô chú ơi. Dạ. Chiều nào nó cũng vậy. Cái hoành thân con xin đo ngay vị trí này. Nó được là 16. Rồi. Thì đến đây cũng vậy thôi. Rồi, Nhưng mà có cái những cái hoành mà cắt đế. rồi mà kéo Dạ. lại lâu rồi cô chú ơi. Cái đế này đế tròn do. Đấy 45. Dạ, đế này là bục 45. 45 ha. Dạ. Đặc biệt nó đặt kẹo luôn ha. Dạ. Ngay vô này là nhìn thấy nó đặt kẹo luôn. Bên đây cũng vậy Đó. nè. Đều hết.
cây tuy nhỏ nhưng mà bộ đế là đặt hết trơn nha cô chú. Dạ, cây này gỡ dây ra được quý cô chú ơi. Rồi, cái dáng rồi, em cứ quay 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 đi. Dạ. Quay từ dưới lên cho cô chú xem cái dáng lồng ha. Đây. Rồi. Con tay cầm sữa bằng ngón tay mình hết trơn ha. Con xin hỗ trợ. Rồi. Đây. Đây cô chú. Dạ. Cây bằng ngón tay của mình, ngón tay út của mình ha. Nói chung là về mình tháo dây được rồi ha cô dạ. chú. Tháo dây. Vì lý do là con đi làm về trễ nên con quay đêm không mà. Rồi tại vì một phần nữa là đóng hàng gửi bán rồi mình gửi quý cô chú á nên con quay hơi trễ. Dạ. Rồi, giá luôn em ơi. Dạ, cây mã số 7 này con bán với giá là 1 triệu. 1 triệu ha. Dạ, con bao ship Hồng Quốc luôn. Ha. Dạ. Cái chậu này là chậu nhựa nha cô chậu chú. Nhựa. À, sang ship luôn dạ. Chứ. Không đáng kể cái chậu ha cô chú. Rồi, giá là 1 triệu. Số 8 ha. Dạ, số 8. Tiếp theo dòng này là cũng là cái này khó để quá. Rồi, một cái cây gió lùa. Dạ. Rồi, cô chú thông cảm tại vì cái chậu, cái mấy cái chân chậu nó với không khớp với cái miệng, cái mặt bàn xoay nên nó khó ấy quá. Rồi, tạm vậy đi em ơi. Dạ. Vậy cũng được. Đó, một cái cây dáng gió lùa cô chú, Sam 86 hả em? Sam 86. 86 gió lùa. Dạ. Đây. Cây này bẻ gỡ dây hết quý cô chú. Còn một hai cộng nữa đeo đeo vô nè. Rồi. Dạ. Đây. Dạ. Khó chịu quá. Mình cũng sửa cái dáng dạ. gió lùa ha. Rồi cứ để đó đi em ơi. Rồi. Rồi. Rồi tiến hành đo đi ha. Dạ. Cây dáng Sam 86 dáng gió lùa cô chú. Phòng 3 bảo táp ha, gió hai, lùa. Cao lên là 24. Rồi, 24. Dạ. Cái bì gió lùa nó là được là 32 nha quý cô chú. Rồi, 32. Dạ. Rồi. Cái này hoành thân con đo bằng 5. Rồi, dạ. 5 ha. Lùa là cũng dữ dội lắm nha cô chú. Dạ, để con cầm cho nó dễ hình dung hơn. Lùa dữ dội luôn. Nó nằm ở trên bàn xay con không thấy. Tất cả là lùa về một hướng luôn ha. Dạ, đây. Đó. Lùa dữ dội luôn. Rồi em cứ cầm vậy đây. Nói chung là cây cũng có nét khác biệt ha cô chú. Bộ rễ nó cũng tràn lên rồi cô chú. Đó. Tuy cây nhỏ rồi cô chú ơi. Rồi, ai thích cây này cái thùng cách, lâu rồi. Mạnh mẽ gió lùa này thì dạ. Cây này con phong. Cây mã số 8 này con bán với giá là 1 triệu, con rồi. Bao ship nguyên bộ này luôn nha quý cô chú. Bộ luôn ha. Dạ. Cũng cả chậu luôn ha. Dạ. Đây. Rồi. Cái hướng gió lùa này. Rồi. Rồi. Đổi luôn em ơi. Giá là 1 triệu ha cô chú. Dạ. Bao ship. Rồi, tiếp theo. Cây số 9 ha. Cây số 9. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip. Cũng là dòng Linh Sam 86. Linh Sam 86 ha. Dạ. Rồi. Có một cái dáng một cốt hai thân rất đẹp ha cô chú. Dạ. Nó cũng khá là nghệ thuật. Nói chung là cây thì nhỏ nhưng mà ôm cái tàn thì nó rất là lớn và nó bẻ sữa cũng lâu rồi, tàn nó mịn trơn rồi quý cô chú. Cây này dáng phu thê cô chú. Dạ. Đây chồng vợ ha. À, hòa quyện nhau luôn. Đây. Nói chung là sữa thành phẩm mà. Nó vừa nhỏ mà nó mang cái dáng của cái cây giống như cây cổ thụ quý cô chú. Cổ thụ vậy ha. Rồi. Dạ. Đây. Đó. Hoàn chỉnh rồi cô chú. Dạ. Ơi, về mình chơi thôi, chơi bông thôi chứ không có làm gì nữa. Đó. Cái này nhìn ở ngoài viên. Dạ. Rồi cho thông số luôn em ơi. Cái thân, hai thân nó lắc lượng lắm nha cô chú, hai thân lắc ha, chứ không phải là hai thân thẳng đơ lên đâu, hai thân lắc. Cao nó lên là 33 quý cô chú. 33 ha. Tán ngang nó tới là 66 luôn quý cô chú. Rồi, tán ngang 66. Cái sâu của tàn nó là 45. Rồi. Dạ. Cái hoành hai thân này bé thôi. Hoành hai thân này con đo được là 8. Rồi, 8. Dạ. Một thân này khoảng 4 năm. Rồi. Em đo cái thoát thân lên nè, tới 4 dạ. tàn nè, cho cô chú hình dung. Thoát thân này được là 16 của cô chú. Rồi, 16 ha. Dạ. Có củ đế luôn ha cô chú. Củ đế nhỏ nhưng mà cũng nôm lên ha. Dạ. Đâu, quay 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 giùm anh vòng ha. Củ đế nhỏ mà cũng nôm lên. Mình cũng để cái tàn thôi, mình không có moi cái đế ra nhiều. Dạ. Nói chung là cây xương cành
sửa lâu mình hết trơn cô chú ơi. Về là mình chỉ việc thay chậu hoặc là để vậy mình chơi thôi. Đây. Rồi giá luôn em ơi. Dạ cây sam này con bán với giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu ha. Con bao ship. Dạ. Bao ship cả chậu vậy luôn á ha. Dạ dạ. Rồi giá là 1,4 triệu ha cô chú. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi cây còn gì nữa không em ơi? Dạ. Cây này cũng là cây cuối cùng của clip. Thì con cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem hết clip hôm nay. Rồi. Thì con cũng gửi lời kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị và kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ con Sang xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn Sang đã chia sẻ những cái tác phẩm cây kiểng ha. Con xin kính chào quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.